những động vật kỳ quái bị thiên nhiên lôi ra làm trò đùa. Đã bao giờ bạn tự hỏi, nếu mẹ thiên nhiên ghép 2 hay 3 loại động vật lại với nhau, thì kết quả sẽ thế nào? Cùng điểm danh một số loài động vật có hình dạng kỳ lạ, giống y hệt như được lai tạp từ các loài động vật khác nhau trong video sau đây nhé. 1. Chuột chù voi. Loài chuột chù voi có tên khoa học là Mascrocelidae. Chúng có đặc điểm hình dáng giống loài voi lai với chuột và hươu. Hình dáng giống chuột, mũi dài như vòi voi và bộ lông nâu giống hươu. Phân bố chủ yếu ở miền Nam châu Phi, loài chuột chù voi này có kích cỡ từ 10 đến 30cm, nặng 50 đến 500g, mõm thon dài, chân khá dài. Thức ăn ưa thích của chúng là những loài côn trùng như nhện, rết, động vật nhiều chân, giun đất. Chuột chù voi sử dụng mũi để tìm con mồi và dùng lưỡi để đưa thực phẩm vào miệng. Giống như loài thú ăn kiến, chúng di chuyển khá nhanh và rất thận trọng. Khi phát hiện ra mối đe dọa, chúng sẽ ngụy trang bằng cách lẩn thật nhanh vào bụi cây. 2. Okapi. Okapi là một loài động vật kỳ lạ được tìm thấy tại vùng rừng nhiệt đới ở phía Bắc và Đông Bắc nước Cộng hòa Congo. Okapi sống đơn lẻ, với đôi chân có sọc trắng như loài ngựa vằn và phần thân trên thì gần như giống hoàn toàn với loài hươu cao cổ, ngoại trừ không được sở hữu chiếc cổ dài. Cỏ, dương xỉ và các loại lá non là nguồn thức ăn chủ yếu của loài động vật này. Các nhà khoa học cũng nhận thấy một điều rất thú vị. Okapi còn ăn cả các khúc cây bị cháy xém do sét đánh nhằm giúp ích cho quá trình tiêu hóa của mình. Okapi có thể sống từ 15 đến 20 năm, tùy theo điều kiện của tự nhiên. Các nhà khoa học ước tính chỉ còn lại khoảng 10.000 đến 20.000 cá thể của loài động vật kỳ lạ này sống trong tự nhiên. Hiện chúng đang bị đe dọa bởi hoạt động săn bắn lấy thịt của người dân địa phương. 3. Chuột bilby. Đây là loài chuột vòi sống ở châu Úc, với đôi tai to quá khổ và chiếc mũi nhỏ kéo dài như cái vòi. Chúng là chuyên gia trong việc đào các đường hầm. Bilby là thành viên to lớn nhất trong họ chuột túi Bandicoot. Chiếc túi của bilby quay ra phía sau, nên khi đào hang, đất sẽ không lọt vào trong túi. Hang của những con chuột này khi đào rất sâu, có thể đến 2-3 mét. Bilby là loài chuột có vành tai rất to lớn. Đôi tai khổng lồ là phương tiện thoát nhiệt của chúng vì bilby không có tuyến mồ hôi. Kỳ lạ ở chỗ, loài chuột này gần như không bao giờ uống nước. Chúng có thể sống 3 năm mà chỉ ăn hạt khô. Giải thích cho khả năng này, các nhà khoa học cho rằng chính bởi cấu tạo bên trong cơ thể giúp chúng có khả năng lấy nước từ ngay thức ăn của mình. 4. Mực heo. Được phát hiện bởi Viện Hải Dương học Cabrillo tại San Pedro, California, Mỹ. Chú mực heo này chỉ nhỏ bằng trái cam, tìm thấy ở độ sâu 100 mét dưới mặt nước biển. Mực heo có tên khoa học là Helicrantia pfefferi, dài hơn 10cm, có vẻ khá hiền lành và thường thả mình trôi theo dòng nước. Một điểm đặc biệt khác của loài này là chúng có cơ quan phát sáng nằm sau đôi mắt to, giúp di chuyển thuận lợi trong điều kiện tối như hũ nút. Hiện tại, các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn về loài mực đáng yêu, có hình dáng giống y như kết quả lai tạp giữa mực và heo này. 5. Vượn cáo bay colugo. Loài vượn cáo bay colugo này có tên khoa học là Galeopterus variegatus. Nó có họ hàng xa với các loài động vật linh trưởng, được tìm thấy chủ yếu ở các khu rừng mưa nhiệt đới Đông Nam Á. Thực tế, loài động vật này không bay, mà chính xác là lượn như khỉ. Chúng truyền từ cành này sang cành khác một cách rất điêu luyện. Chân và đuôi của loài vật này được nối với nhau bởi các màng da ở cuối mỗi bộ phận, giúp tăng cường khả năng bay lượn khi cần thiết giống loài rơi. Nó có thể kéo căng các màng da này để lướt qua những khoảng cách trung bình là 30-50 mét, tối đa lên đến 150 mét. 6. Rơi trắng Honduras. Những con rơi trắng nhỏ bé ở Honduras là một trong những động vật gặm nhấm dễ thương nhất trên hành tinh. Chúng còn được gọi là Ectophila alba, có lông trắng, chiếc mũi và tai vàng, giống y như việc kết hợp các đặc điểm của loài chuột hamster và heo với nhau vậy. Loài vật này dài 37-47mm, phổ biến ở Trung Mỹ và Caribbean. Loài rơi này sống theo bầy đàn từ 6-10 con, trong đó có một con đực và một bầy con cái. Chúng cắt được những gân lá cây Heliconia tạo thành một tấm bạt bảo vệ rồi cuộn tròn lại sống trong đó. Tấm bạt thiên nhiên bảo vệ bầy rơi trắng khỏi bị mưa ướt và các loài ăn thịt nguy hiểm. Bầy rơi chỉ cất cánh bay khi nhà của chúng bị đe dọa, không còn an toàn nữa.
Trên đây là những loài động vật kỳ quái bị thiên nhiên lôi ra làm trò đùa. Nếu thấy video hay, xin hãy like, share và đăng ký kênh để cùng chờ đón các video thú vị tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!